Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Euro khi anh lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Hungary 3-0 ở trận mở màn bảng F Euro 2020. Với hai bàn thắng ở trận này, Ronaldo đã có tổng cộng 11 bàn thắng ở Euro, chính thức vượt qua huyền thoại người Pháp Michel Platini 9 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Euro. Ronaldo cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại Euro với 31 bàn thắng. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ 2 của chúng mình ở ngay dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Chức vô địch Euro 2016 chính là chiếc cúp khiến cho Cristiano Ronaldo cảm thấy hạnh phúc nhất, qua đó cũng thấy tình yêu của ngôi sao Juventus dành cho quê hương là lớn đến mức nào. Và với DNA của một siêu sao xuất sắc bậc nhất trong lịch sử túc cầu, những màn trình diễn của Ronaldo qua các kỳ Euro cũng luôn vô cùng đáng nhớ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Cristiano Ronaldo qua các kỳ Euro mà anh đã và đang tham dự các bạn nhé. Nếu để chọn ra màn trình diễn đỉnh cao nhất của Cristiano Ronaldo ở Euro 2012, đó chắc chắn phải là trận đấu cuối của vòng bảng gặp Hà Lan. Chính đội trưởng của Bồ Đào Nha đã lập cú đúp để giúp đội tuyển của mình giành chiến thắng 2-1 trong cuộc, qua đó cũng tiễn luôn Hà Lan về nước ngay từ vòng bảng trong tuổi hổ. Và bàn thắng mở điểm của anh Bảy là một cú dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo tuyệt vời của người đồng đội Joao Pereira. Tất cả đều được diễn ra một cách bài bản và gọn gàng. Còn Ronaldo có lần đầu tiên được xướng tên lên bảng điện tử tại Euro 2012. Bàn thắng thứ hai vào lưới của thủ thành Stellenbosch của Ronaldo được xuất phát từ một pha phản công sắc lẹm. Chính CR7 là người khởi xướng, rồi cũng chính anh là người tiếp tục tung nhát dao chí mạng sau đường truyền chính xác của Nani để kéo người Hà Lan tụt thẳng xuống vực thẳm với một chiến dịch Euro thất bại toàn tập. Ngay trong lần đầu tiên được góp mặt tại một sân chơi tầm cỡ quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo đã tạo ấn tượng cực mạnh dành cho người hâm mộ khi là người mở tài khoản cho Bồ Đào Nha tại Euro 2004 trên sân nhà. Đáng tiếc là pha bật cao đánh đầu thành bàn này của anh Bảy là không đủ để Selecao châu Âu có được dù chỉ là một điểm trước hiện tượng Hy Lạp và phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 ngay trong trận khai mạc. Tại trận bán kết Euro 2004, một lần nữa Cristiano Ronaldo lại điền tên mình lên bảng tỷ số và lần này cũng lại là một pha đánh đầu từ tình huống phạt góc. CR7 đã mở điểm đồng thời giúp Bồ Đào Nha có lợi thế tâm lý rất lớn để hất văng một Hà Lan bá đạo ra khỏi cuộc chơi. Qua đó cũng trực tiếp đưa đội tuyển được mệnh danh là Selecao của châu Âu hùng dũng bước vào trận chung kết cuối cùng. Bồ Đào Nha bước vào Euro 2008 với tư cách là nhà đương kim Á quân, tuy nhiên họ lại không được đánh giá quá cao trước thềm giải đấu, khi các danh thủ đại diện cho thế hệ vàng đều đã nói lời từ giã đội tuyển, đặc biệt là huyền thoại Luis Figo. Tuy nhiên Cristiano Ronaldo đã cho thấy vì sao anh xứng đáng là người kế thừa chiếc áo số 7 mà Figo để lại. Trong trận đấu với Cộng hòa Séc, cựu sao Man United đã có màn nghiền nát đối thủ với một bàn thắng và một đường kiến tạo, qua đó giúp Bồ Đào Nha hiên ngang vượt qua vòng bảng, đồng thời cũng tiễn Cộng hòa Séc về nước trong muôn vàn tiếc nuối.
đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2016 khi Bồ Đào Nha mới chỉ có đúng 2 điểm sau 2 lượt trận. Nhưng một lần nữa, cái tên Ronaldo lại tỏa sáng rực rỡ để đưa Seleção châu Âu trở lại từ cõi chết. Mở đầu là một đường dọn cổ không thể ngon ăn hơn để Nani ghi điểm. Sau đó trực tiếp, CR7 đã nổ súng tới 2 lần, qua đó giúp Bồ Đào Nha có trận hòa 3 đều toát mồ hôi hột trước Hungary. Trận hòa này là đủ để đưa đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos bước tiếp vào vòng trong, với tư cách là một trong các đội tuyển hạng 3 có thành tích tốt nhất, với thông số độc nhất vô nhị hòa cả 3 trận vòng bảng, không lấy nổi một trận thắng. Sau khi lách qua khe cửa hẹp từ vòng bảng, Bồ Đào Nha bất ngờ lột xác với lối chơi đầy kỷ luật và khó chịu để lần lượt loại Croatia và Ba Lan và tiến thẳng tới vòng bán kết. Tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, Cristiano Ronaldo lại trở thành đấng cứu thế cho người dân Bồ Đào Nha khi anh Bảy đã có pha bật nhảy đánh đầu quen thuộc làm tung lưới mảnh lưới của xứ Wales, mở điểm cũng như tạo tiền đề cho chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của đội bóng thuộc bán đảo Iberia. Nếu như bàn thắng đầu tiên Ronaldo là tác giả trực tiếp gieo rắc nỗi ác mộng cho Bale cùng các đồng đội, thì chỉ đúng 3 phút sau, cái tên Cristiano Ronaldo một lần nữa được xướng lên khiến người dân xứ Wales khóc thét. Lần này tuy anh Bảy không ghi bàn, nhưng cú vông chân ngoài vòng cấm này của cựu cầu thủ Real chẳng khác gì một đường kiến tạo 10-10 để một lần nữa Luis Nani có mặt đúng lúc và chấm dứt mọi hy vọng ngược dòng của đối thủ. Trận thắng đầy thuyết phục trước xứ Wales cũng giúp cho Bồ Đào Nha hiên ngang đoạt lấy tấm vé chơi trận chung kết hứa hẹn vô cùng máu lửa trước chủ nhà Pháp tại Euro 2016. Có thể nói dù 2016 mới là năm Ronaldo cùng đồng đội lên đỉnh châu Âu, nhưng Euro 2012 mới là nơi mà anh Bảy thể hiện phong độ và tố chất thủ lĩnh rõ ràng nhất. Những cú sút phạt tuy ở cự ly xa không thành như thế này của Ronaldo nhưng vẫn khiến đối phương phải thót tim, chính là món bài giúp cho người Bồ Đào Nha có thêm nhiều hy vọng về một giải đấu thành công của đội tuyển quê nhà. Một lần nữa, Cristiano Ronaldo lại đưa bóng tìm đến trúng cột dọc. Lần này là trong trận gặp Hà Lan tại vòng bảng, cú dứt điểm đầy tự tin của CR7 từ ngoài vòng cấm đã khiến cho thủ thành Martin Stellenbosch hoàn toàn chôn chân đứng nhìn. Đáng tiếc là trái bóng lại tìm đến đúng cột dọc một cách đầy phũ phàng đối với cựu sao Man United. Vừa rồi là những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời của Cristiano Ronaldo qua các kỳ Euro mà anh Bảy đã và đang tham dự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.